Dạ thưa học, xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị. Hôm nay học lại mang đến cho anh chị thêm chiếc xe Toyota Cross bản xăng lai điện cao cấp nhất anh chị ơi. Sản xuất 2020, một chủ mua mới. Chiếc xe này lăn bánh chỉ mới có 17.000 cây à. Xe này là học ngày xưa học bán xe mới cho khách hàng á. Và hôm nay được khách hàng đổi lại nè, lên đời chiếc xe rộng hơn, to hơn, lên 7 chỗ anh chị. Toyota Cross là mẫu xe 5 chỗ gầm cao, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, khá là bền bỉ, đẹp, form dáng rất đẹp anh chị. Và xe này đối với cái phiên bản mới này á, thì nó hầu như là nó đầy đủ công nghệ rồi, chẳng hạn giống như là cảnh báo lệch làn nè, tự phanh khẩn cấp nè, kiểm soát làn đường nè, xe có camera 360 độ zin theo xe luôn. Ở trên đây anh chị sẽ có cái giá mui màu đen rất là đẹp nè. Xe thì chạy 17.000 cây thì anh chị biết rồi, xe không khác gì xe mới hết. Đó, xe Toyota mà anh chị đi tầm khoảng 20 đến 25.000 cây nó mới trơn tru, nó nhẹ máy, nó mới tiết kiệm xăng lại anh chị. Còn đây là chiếc xe này thì chạy mới có 17.000, chưa hoàn tất gọi là road die đó. Đó, so với xe mới thì tiết kiệm rất là nhiều nha anh chị. Mua mới là hơn 1 tỷ á. Còn hôm nay chỉ còn có học đang bán chỉ còn có 760 triệu à, là anh chị đã sở hữu được Toyota bản xăng lai điện Cross, và đặc biệt đó là xe màu trắng. À, đối với bản xăng lai điện thì anh chị sẽ thấy những cái nẹp mà rơm, những cái nẹp xanh ở đây nè, là cái ký hiệu này là thân thiện với môi trường nè, và được cái là tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này nó chỉ đi 3.7 lít nè, anh chị đi mà đi đường trường là 3.7 lít, đi tổng hợp là 4.2 lít, còn đi trong phố nó chỉ có 4.5 lít thôi. Một con xe rất là tiết kiệm luôn đó. Rồi sau đây học sinh mời anh chị cùng với Thái Học cùng kiểm tra qua phần ngoại thất trước, rồi chúng ta sẽ đi vào phần nội thất khoang động cơ nha anh chị. Xe rất đẹp. Xe bên Học bán ra lúc nào thì cũng cam kết cho anh chị không đâm, không ngập, động cơ hộp số còn nguyên bản. Đó, và xe cũng đã làm đẹp theo gói 3M nên là anh chị yên tâm tuyệt đối. Học bên đây cũng còn chiếc Cross bản G nè, mà hôm nay nhân vật chính mình sẽ là bản xăng lai nha anh chị, 2020. Dạ, đầu tiên là cụm đèn pha. Đối với phiên bản V á, thì cụm đèn pha bên trong á, anh chị cũng thấy nó sẽ lồng nhẹ một cái mảng màu xanh ở trong đây. Nhìn nó rất là thân thiện đúng không anh chị? Nhìn nó rất là hiện đại. Đó, xe thì trang bị đèn gầm là LED nè, mặt ca lăng, những cái nẹp, bốn cái cảm biến gốc. Cái thiết kế của Toyota Cross anh chị, nó vẫn mang được cái sự gì đó rất là hay của Toyota. Tức nghĩa là nó không quá nhiều chi tiết rườm rà đúng không anh chị? Mà nó thiết kế cũng nhẹ nhàng và đặc biệt nhìn rất là sang, rất là đẹp. Chiếc Toyota Cross này á, học thấy á, nếu như mà anh chị sử dụng thêm 10 năm nữa mình cũng thấy cái form nó đẹp đó. Vì những cái thiết kế như vậy nè, những cái thiết kế phải gọi là nhẹ nhàng, không có quá nhiều những cái chi tiết rườm rà. Và cái thiết kế nè, nhìn cực kỳ cái phần đèn nó vuốt từ phần bên vè nè. Đó, nó kết hợp với một cái mặt ca lăng to bản. Đó, cái rô đô gara ở đây nè. Đó, gara chắn gương. Đó, mảng vẫy cá ở đây. Rồi ở đây là camera 360 độ. Rất đẹp anh chị. Đó, nước sơn cabo nè. Anh chị nhìn thấy không? Xe bình học bán ra thì anh chị có thể mang đi chích hãng hoặc là nhờ anh em thầy thợ bên thứ ba đến kiểm tra thoải mái nha anh chị. Đó, 17.000 cây thì cái vỏ nó như vậy là đúng rồi, mới tin nè. Đối với phiên bản mà cao cấp nhất á, thì anh chị sẽ có trang bị cái bộ mâm hộp kim nhôm có kích thước là R18, thông số là 225/50R18, và vỏ zin theo xe nó sẽ là vỏ Michelin. Vỏ này là zin theo xe nha anh chị, chưa thay thế, chạy mới có 10.000 cây à, nên là cái bộ vỏ nó còn rất là mới. Sản xuất vào tuần thứ 35 2020 nè. Đó, những cái bệ nhựa này, anh chị nhìn thấy không? Rất đẹp. Đó, hôm nay bên học về khá là nhiều xe nên là xe này đậu trong góc. Anh em đang giao chiếc xe Fortuner 2011 học mới về này. Đó, xe này mang biển kiểm soát là 51H69103. Đó, xe rất đẹp nha anh chị. Động cơ nè, hybrid. Đó, xăng lai điện. Rất là đẹp anh chị ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Ngày xưa mà anh chị nào ngán ngán cái dòng này 5 chỗ mà bỏ ra 1 tỷ mấy, ngán ngán hôm nay mua được rồi nè. Còn có 760 mấy triệu, 760 triệu bên Hồ hỗ trợ anh chị rút gốc, về ra tên này nọ nó tầm khoảng 15 triệu nữa nha anh chị. Cái gửi mới tinh 17.000 cây thì nói chung là quá mới rồi. Những cái bệ bước chân ở đây nè, anh chị nhìn thấy không? Tấp bì cửa đâu nè. Đó, rất đẹp nha anh chị. Không một lỗi nhỏ. Xe bên học bán thì là xe tiễn thôi. Những cái xe này ngày xưa khách học mua cái tại hãng Toyota, ngày xưa học là người bán chiếc xe này luôn, mua mới. Mua xe học may mắn lắm anh chị, mua xe học toàn là lên đời không. Chiếc này anh lên chiếc xe 7 chỗ
của một dòng xe đến từ Thụy Sĩ. Rất là đẹp nha anh chị. Đây. Rất là đẹp. Mới tinh à. Toyota Corolla Cross. Đây. Mới tinh. Michelin 225 50R18. Gầm bệ đi mười mấy ngàn cây nè anh chị. Anh chị nhìn cái ốc xả là thấy uy tín nè. Đó. Cái gầm này học cũng chưa rửa luôn. Thì xe này đi còn quá mới rồi. Những cái chi tiết mà những hạng gầm như động cơ mà những cái xe nào quá mới thì học cũng không rửa như vậy. Để nguyên. Chạy mới có mười mấy ngàn cây. Cốp điện hybrid. Đó, cốp điện xe này 5 giỏ, cốp điện rộng cực kỳ luôn. Quá đẹp đúng không anh chị? Toyota Corolla Cross. Đèn mới tinh hết. Cấp điện một chạm. Form dáng rất là đẹp. Hôm nay chỉ còn có 760 triệu. Thì xe này tới bây giờ, tới 2023 nó có facelift nhẹ nhẹ cái đèn sau với cái cản trước thôi nha anh chị. Tới 2024, mẫu này nó kéo dài tới 24. Anh chị đi mua chiếc xe 2020 này thì như xe 2023 thôi. Mà thấy tiết kiệm quá đẹp à. Đó, phim cách nhiệt rồi. Mới tinh hết. Mà công nhận bên học bán xe rất là may mắn anh chị. Khách hàng mua xe của học là may mắn. Xe này là ảnh đi ảnh rất là hài lòng với xe này, không có gì chơi hết. Nhưng mà ảnh chuyển qua cái dòng xe cao cấp hơn á, của Thụy Điển anh chị, Volvo á. Nên là ảnh chia sẻ học lại chiếc xe này chạy mới có 16.997 cây. Rất là đẹp. Đây, mới tinh hết. Cái động cơ này anh chị đi là thì thào. Đó. Anh chị mà chạy tốc độ chậm không nghe tiếng động cơ luôn, tại vì cái động cơ điện nó chạy thôi. Mới tinh. Cửa nóc luôn. Toyota Corolla Cross nha anh chị. Xăng lai, cái đây cái chìa khóa nó cũng có cái xanh nè. Rất đẹp, 5 chỗ gầm cao. Bây giờ đi con này hợp lý à. Mua mới thì nó tỷ mốt mấy, giờ còn có 700 mấy à. Mà chất lượng xe anh chị biết rồi, xe Toyota mà đi chỉ mới có 17.000 cây thì ôi, quá đẹp, quá mới anh chị. Đây, cái động cơ nè. Mới tinh. Bên học cái động cơ này thì bên học đã có vệ sinh, còn cái gầm thì chưa. Cái gầm này nó quá mới rồi. Cái này học cũng vệ sinh sơ rồi anh chị. Đó, không sử dụng chất tẩy rửa mạnh. Cơ bản là mấy con xe mười mấy ngàn này thì cái vệ sinh nó cũng dễ, nó đơn giản, không có quá gì gọi là phức tạp hết. Đó, bằng hơi nước nóng là nhẹ nhàng là ra hết rồi. Cao su chân máy nè. Động cơ hộp số là còn nguyên thủy nha anh chị, chưa chạm bất kỳ một con ốc nào. Dạ rồi, anh chị ơi, xe này là Toyota Corolla Cross Sunline Hybrid bản cao cấp. Xe này học bán có 760 triệu. Còn xe này là bản G, cái này là chỉ máy xăng thôi. Bản thấp hơn. Xe này học bán là 660. Đó. Bản thấp anh chị nhìn khác ha. Đèn khác nè, mâm khác. Mà cà lăng khác. Xe này chạy có 25.000 cây à. 5 chỗ gầm cao. Đó. Xe này chạy 25.000. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này hồi nãy xe kia là 3 lít 7 thì xe này 6 lít 1 nè. Đó. Còn đường trường xe kia đi trong lô thị có 4 lít rưỡi, xe này tới 11 lít. Tại xe này nó chỉ chạy xăng thôi, nó không có động cơ điện hỗ trợ. Đó. Rất là đẹp, 5 chỗ gầm cao thì học còn con này. Thêm con này nữa anh chị. Con này là con Subaru 2023. Đó. Xe được phủ keo hết, dán keo quanh xe luôn nha anh chị. Chạy mới có 17.000 cây à. Xe này học đang bán là 865 triệu. Hai cầu. Nói về vận hành thì con này nó vượt trội hơn hai con này nhiều nha anh chị. Cái phân khúc nó khác nhau. Hai cầu động cơ 2.0 boxer.
Gói an toàn cũng có cảnh báo lệch làn, giữ làn, kiểm soát hành trình khi kiểm soát hành trình, bám theo xe phía trước, nói chung là đầy đủ hết. Này thì cái mình thùng to nó chắc hơn, nó đi ngon hơn, nên giá nó cao hơn, xe mới nó cũng cao hơn cái thằng Cross này anh chị. Xe này sản xuất 2023, một chủ mua mới. Học đang bán là 865 triệu thì học đang còn 5 cái dòng xe, ba chiếc xe 5 chỗ dòng gầm cao. Dạ, học xin kết thúc video tại đây. Hôm nay học cảm nói chuyện nó hơi bị đứt khúc á, mong là anh chị thông cảm bỏ qua cho học nha anh chị. Dạ, học xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu ra cùng với học đi kiểm tra, đánh giá chiếc xe này. Học xin chân thành cảm ơn. Chúc cho anh chị có một ngày mới an lành, thật nhiều may mắn. Học xin chào và xin hẹn gặp lại.